11 loài động vật kỳ lạ có thể bạn mới nghe thấy lần đầu. Mẹ thiên nhiên luôn đem lại cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ, thú vị. Thật khó có thể tin được rằng trên hành tinh mà chúng ta đang sống có những sinh vật lạ thường và khác biệt đến thế nào. 11 loài động vật quý hiếm có thể bạn chưa từng được nghe thấy trước đây. 1. Thỏ ma thuật Loài sinh vật dễ thương và cực kỳ quý hiếm này cũng được biết đến với tên gọi thỏ ma thuật. Lần đầu tiên trong vòng 20 năm qua, người ta mới chụp được ảnh của loài thỏ Ilipika này. Chúng được phát hiện ở dãy núi Tian Shan của Trung Quốc. 2. Ếch Pinocchio Loài sinh vật này có tên gọi là Spike Chi no Fox. Khi con ếch được cố gắng thu hút một con ếch cái hay cảnh báo một mối nguy hiểm nào đó thì cái mũi của nó dài ra giống như nhân vật Pinocchio. 3. Khỉ mũi hết Loài linh trưởng hiếm nhất thế giới được phát hiện vào năm 2010 ở miền Bắc Myanmar. Bởi hình dạng bất thường của chúng ở mũi nên loài khỉ này luôn hắt hơi khi trời mưa. 4 cá hồng có vây giống như cánh tay. Cách đây vài năm, các nhà khoa học đã phát hiện ra 14 loài cá có vây giống như cánh tay, trong đó có 9 loài đang có nguy cơ tuyệt chủng. 5. Rơi trắng Honduran Những con rơi trắng ở Honduras, Trung Mỹ thường sống trong lều lá, ăn trái cây và có thể dài tới 4,7 cm. 6. Bạch tuộc Dumbo Bạch tuộc Dumbo, loài động vật kỳ lạ ở biển sâu này có thể nhận biết được vì có hai vây giữa mảng chân giống như tai của con voi bay Dumbo từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng. 7. Loài SALP Sapper là những sinh vật phù du hút nguồn CO2 trong nước bơm vào cơ thể nên nó trong suốt. Tất cả chúng ta đều phải cảm ơn chúng vì nếu không có chúng thì lượng carbon trong nước và không khí sẽ rất cao. 8. Loài châu chấu mắt hồng Loài châu chấu này có đôi mắt màu hồng nổi bật sống ở dãy núi Miller Range, vùng cao nguyên Thái Bình Dương. 9. Tôm hùm Cherax lửa khẩu, loài tôm hùm Cherax lửa khẩu này có màu sắc tuyệt đẹp được phát hiện ở Indonesia vào năm ngoái. 10. Rùa mai mềm Thượng Hải Loài rùa mai mềm Thượng Hải này dùng những chiếc cổ dài và lỗ mũi giống như ống thở để hô hấp dưới nước. 11. Rơi ở Nenok Rơi dễ thương này có đôi mắt bất thường và lỗ mũi kỳ lạ được phát hiện vào năm 2009 trong rừng Papua New Guinea.